Đến với một vùng đất mới, ngoài phong cảnh đẹp thì điều gì thu hút bạn? Ẩm thực ở Bạc Liêu luôn là điều thu hút những du khách với rất nhiều món ăn thú vị. Và trong số đó là một món ăn mà chắc chắn chúng tôi không thể bỏ qua. Đó chính là những món ăn từ đặc sản Ba Khía. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chúng tôi được cùng người dân ở đây đi bắt Ba Khía. Anh Hậu ơi, mình bắt Ba Khía thì là ở cái vùng nước nào thì được hả anh? Nước mặn với dùng có đường đầu nhiều, nó mới ở nhiều. Nhưng mà em thấy nước cũng vừa sâu này, mà đầm lầy với sình nhiều quá ấy, thì mình cũng khó để phát hiện ra Ba Khía ở đâu để mà mình bắt đấy ạ. Tại vì mình lội rừng cặp mé là có cái gian rừng nè, rồi nó chui ra, chui ra mấy hang. Phải đội nắng đội mưa thì mình mới bắt được nhiều Ba Khía. Vùng biển Bạc Liêu nổi tiếng với rất nhiều đặc sản, vì vậy bạn cũng đừng ngạc nhiên tại sao anh Hậu có thể bắt được những chú cua dễ dàng như thế này. Ôi anh ấy có cua à? Thả ra đấy, thả ra đúng không ạ? Wow. Nó sẽ lên một cái vỏ mới. Nhưng mà sao anh biết là con cua nó ở dưới đấy vậy, bọn em chẳng nhìn thấy đâu cả. Giờ thấy. Tinh quá thật. Đức ơi, ở dưới nước này, Đức thấy sao? Rồi khi anh xuống mà biết, cái này nhiều bùn lắm. Ba Khía là một loài thuộc họ cua có càng to, do có ba gạch ở trên lưng nên chúng được đặt tên là Ba Khía. Công việc bắt Ba Khía không hề đơn giản như tôi nghĩ, bởi muốn bắt được nhiều Ba Khía thì điều quan trọng hơn cả đó là bạn phải thực sự nhanh tay nhanh mắt. Chẹt nó rồi. Ôi chảy máu luôn rồi ạ. Ba là vậy đúng không? Dạ. Giống như công phu ấy anh. Đấy là gì ạ? Đấy. Bóp chặt nó. Bóp khỏi. Đấy luôn rồi. Anh xem lại. Đúng rồi ạ. Bước mạnh chưa ạ? Hai tay chụp bắn. Kiểu anh thấy bắt Ba Khía cũng cần phải tuyệt đỉnh công phu đấy. Nhưng mà có lẽ là phần này chỉ dành cho Đức thôi. Còn phần chế biến món ăn thì lát nữa Kim Anh sẽ làm. Nó đang thương càng đấy. Mà bây giờ nó bỏ như thế này thì anh mà. Nếu như mà chúng ta không cẩn thận là rất dễ bị cái cẳng chúng nó cắp vào tay. Thấy không? Nói chung là công việc này là các bạn không được sợ cắp vào tay mình. Hãy tin tay mình. Mạnh lắm. Dạ, như vậy đấy. Sau khi mà Ba Khía đã được bắt về thì bây giờ Kim Anh sẽ nhờ chị Kiều hướng dẫn làm món Ba Khía luộc và Ba Khía rang me. Rồi, bây giờ thì Kim Anh sẽ đi luộc Ba Khía đây. Vì là món ăn dân dã nên cách chế biến cũng không cầu kỳ. Nhưng tôi chắc một điều, ai đã một lần ăn Ba Khía thì khó mà quên được vị đậm đà khó tả của món ăn tuy bình dân nhưng thấm đậm tình quê hương này. Chưa ăn đã thấy hấp dẫn rồi. Màu vàng của trứng này quyện đều với cả Ba Khía màu đỏ, rồi lại có cả màu xanh của hành nữa. Đây, Ba Khía rang me đấy ạ. Món này là của Kim Anh làm đấy à? Ừ. À, nhìn hấp dẫn quá nhỉ? 1, 2, 3. Cái này là đồng nghiệp của tôi đi chung. Em cảm ơn đây. Đây cũng đồng nghiệp của tôi đi chung luôn. Em xin. Ngọt quá. Chị ơi, thế mấy món này là món ăn phổ biến ở đây đúng không ạ? Đúng này, ở đây chế biến món Ba Khía luộc với Ba Khía rang me. Như vậy là hôm nay là bọn em cũng đã được thưởng thức món hai món đặc sắc nhất đúng không ạ? Kim Anh đã biết vì sao mà khi chúng ta tới Bạc Liêu chúng ta không thể bỏ qua món Ba Khía rồi chứ? Chắc chắn rồi, món Ba Khía thì cực kỳ ngon, lại còn được bắt Ba Khía nữa chứ. Ngày hôm nay chúng tôi không chỉ có những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi còn cảm nhận được những tình cảm vô cùng nồng hậu của những người dân ở đây. Họ vô cùng hiếu khách và chắc chắn là ngày hôm nay sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với chúng tôi. Nào, chúng ta hãy cùng nâng chén trong một ngày vô cùng